Vấn đề số 2 là những cái nội dung có trong đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đề đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có những cái nội dung gì? Thì em nhìn vào cái đề minh họa do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho công bố. Đó. Dưới đây là cái đề nhé, và trên đầu này là cái bản tổng kết. Tổng số câu hỏi là 120 câu. Thời gian làm bài là 150 phút. Dạng câu hỏi là trắc nghiệm. Có 4 lựa chọn. Chỉ có một lựa chọn đúng và làm bài trên phiếu trắc nghiệm. Đấy. Thì hai cái dòng cuối thì em chẳng có gì lạ nữa. Để thi Trung học phổ thông quốc gia chúng ta làm nhiều rồi. Mình chỉ chú ý đến cái số lượng câu hỏi là 120 câu em ạ. Trong 120 câu này thì có những cái chủ đề gì? Nó bao gồm phần 1 là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì phần tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếng Việt thì có cái gì? À, tiếng Việt thì một số cái câu hỏi nó cũng cơ bản thôi. Đấy. Không có gì ghê gớm, không có gì mới, không có gì lạ lắm đâu. Một số câu hỏi nó liên quan kiến thức văn học mà các em đã học trên lớp. Rồi một số câu hỏi liên quan đến văn học dân gian. Thực ra văn học dân gian không phải là một cái thứ hoàn toàn gì mới, các em đã được học rồi. Và đừng quá lo lắng với nó, bởi vì thật ra cái về mức độ khó nó cũng không khó quá đâu. Phần tiếng Anh lát nữa thầy sẽ chữa cùng với các em. Thì thật sự mà nói thì xem cái phần tiếng Anh đó nó cũng khá là dễ. Và theo cảm nhận của thầy thì nó còn dễ hơn so với cái đề tiếng Anh trong 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 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nhé. Chứ phần tiếng Anh thì thấy là không có gì phải bàn nhiều, nó khá là nhẹ nhàng thôi. Vì thật ra đánh giá năng lực của tiếng Anh thì cũng khó lắm mà đánh giá được, chỉ là những cái kiểm tra kiến thức cũ là chính. Rồi đến cái phần 2 là toán học, tư duy logic và phân tích số liệu. Cái phần toán học này này nó cũng chẳng có gì mới đâu, nó cũng na ná như gì cái kiến thức toán mà các em đã học để ôn thi Trung học phổ thông quốc gia thôi. Còn cái phần tư duy logic này thì làm sao? À, có một số câu hỏi nó logic theo cái kiểu giống như IQ một tí là một này. Rồi phần logic này là logic toán, tức là liên quan đến những cái mệnh đề, là những phần kiến thức toán nó hồi lớp 10 mà các em học đấy, đại số là lớp 10 đấy. Đấy, mệnh đề đúng, mệnh đề sai, mệnh đề kéo theo mệnh đề đảo rồi phủ định của mệnh đề rồi bảng chân giá trị của mệnh đề khi đấy, cái này đúng cái kia sai thì sao? Thì các em hơi khó khăn một chút trong cái phần tư duy logic này, phần logic mệnh đề. Mà vì sao vậy? Vì đầu năm lớp 10 chúng ta cũng ít khi để ý đến cái phần mệnh đề lắm, không phải các em đâu mà ngay kể cả nhiều thầy cô cũng không mặn mà với dạy cái phần đó lắm. Vì hai cái lý do: một, nó rất ít khi xuất hiện trong đề thi, mà cứ ít xuất hiện trong đề thi thì các thầy cô không bận tâm với dạy nhiều. Với thứ hai nữa là nhiều người vẫn chưa hiểu được học mệnh đề là để làm cái gì, cho nên không đam mê vì nó. Đấy, người dạy cũng không thực sự đam mê, người học cũng không thực sự đam mê, đúng không? Đấy. Thì an tâm, thầy sẽ giảng lại cho các em về 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 mệnh đề, thầy sẽ giảng lại cho các em về phần này. Một cái phần mà các em nghe hơi lạ là phân tích số liệu. Thật chất mà nói, phân tích số liệu cũng không phải cái gì đáng ghê gớm lắm đâu em, đừng lo lắng. Vì thực ra phân tích số liệu là cái thứ mà các em không mới, có ở đâu. Phân tích số liệu nhé. À, phân tích số liệu, phân tích số liệu các em đã học ở đâu rồi? Các em đã học ở phần thống kê. Hồi năm lớp 7 các em học những cái cơ bản nhất về thống kê. Rồi năm lớp 9 các em cũng học một ít về thống kê. Rồi năm lớp 10 các em cũng học một ít về thống kê. Và những câu thống kê trong đề đánh giá năng lực nó cũng cỡ cỡ vậy thôi, không có gì ghê gớm đâu. Giống giống như một số câu trong sách giáo khoa thôi. Em cũng đã học thống kê. Thống kê trong toán nhé. Em đã học nó ở đâu nữa? Thật ra không, trong môn địa lý em cũng đã học một số cái về phân tích số liệu. Ví dụ họ cho biểu đồ, họ cho biểu đồ hình quạt, họ cho biểu đồ hình cột.
vân vân, và họ hỏi em về một số thông tin em đọc được từ đó. Cái này em gặp môn địa lý rồi chứ, cho nên phân tích số liệu không phải là cái gì lạ lẫm hay ghê gớm lắm đâu nha, đừng có lo lắng quá. Rồi cái phần số 3 học bảo là nội dung mà giải quyết vấn đề, nghe nó rất là cao siêu, thật ra không phải vậy. Ví dụ như thầy kiểm tra các cái câu về hóa học chẳng hạn thì nó cũng na ná như đề thi trung học phổ thông quốc gia thôi, các em đừng lo quá nha. Các em đã ôn thi trung học phổ thông quốc gia như thế nào rồi thì bây giờ vẫn ôn kiểu kiểu như vậy, không lo lắng quá, nó không phải là cái gì đó hoàn toàn đâu. Đây để các em có thể tham khảo cái phần hóa học đây, tí nữa thầy sẽ chữa 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 hết cho các em tất cả cái nội dung này, và các em thấy là không phải là đây. Ví dụ như đấy, xét kiểu là hóa học cân bằng hóa học, cũng là cân bằng hóa học một cái nội dung lớp 10 à. Hay là ví dụ như kiểu này à, cho cái câu nó dễ dễ thôi. Hay là ví dụ như kiểu là môn vật lý thế này, hỏi về giao thoa ánh sáng của iyen, hỏi về sóng âm, hỏi về máy biến áp, hỏi về năng lượng, mức năng lượng của electron trong nguyên tử hydro để ở môn vật lý. À thì toàn là những cái nội dung gì quen đấy chứ, giống với đề thi đánh giá, giống với đề thi trung học phổ thông quốc gia đấy chứ, cho nên các em không hoang mang quá. Đừng nghĩ rằng tất cả đều gì đều mới, không phải đâu, nó kiểm tra rất nhiều kiến thức cũ nhé, chứ không phải là đánh giá năng lực tư duy hoàn toàn đâu. Rồi à, ok chưa? Thì đấy để cho các em thấy là cái phần mà nói là giải quyết vấn đề này, này nghe nó rất là cao siêu, nhưng đừng quá hoang mang. Hóa học cái vật lý hay sinh học thì nó cũng na ná như như đề thi trung học phổ thông quốc gia thôi. Và thầy đã kiểm tra môn địa lý và môn lịch sử thì nó cũng không có gì khác nhiều nhé, nó không giống hoàn toàn nhưng mà nó không có gì khác nhiều, ok chưa? Đấy, bây giờ thầy nói là giống nó khác, nó cũng chung chung với em khó hình dung, cho nên là kiên trì một chút, lát nữa xem thầy chữa từng câu một, bàn luận từng câu một để em hình dung nó rõ hơn nhé. Thầy phân không phải chỉ đưa ra đáp án mà thầy còn phân tích cách chúng ta tư duy về một cái bài toán đó như thế nào, về một câu hỏi đó như thế nào, ok không nhé? Đấy là cái nội về nội dung của nó.